Chào toàn thể các anh, vừa rồi là cái bản test lướt của chiếc bật lửa quân đội này. Và sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết của chiếc bật lửa này nhé. Bật lửa quân đội này thì nó là cái bật lửa theo hệ móc khóa. Thì ở đây nó có một cái lỗ để chúng ta có thể treo vào móc khóa. Đó, cũng có thể cầm tay rất là tiện. Ở đây thì nó được trang bị một cái khóa này. Khóa này thì khóa tránh trẻ em, cũng như là khóa vào thì nước nó sẽ không vào được. Nó có một cái nút bấm ở đây, thì khi chúng ta bấm thì nắp nó sẽ tự động bật lên. Đây, em làm lại này. Đó. Và đánh lửa theo cái nó cần cối. Ở trong này thì nó có một cái gioăng để tránh nước vào này. Như cái này em test nước thì nước nó vẫn còn ở ngoài cái gioăng này này. Nhưng mà khi đến cái gioăng này thì nước không thể nào vào bên trong được nhá. Đấy, bật lửa quân đội. Rất là đẹp. Bên ngoài cái viên thì được mạ vàng, còn cái phần màu đen được mạ titanium. Nó cực kỳ đẹp, sử dụng xăng đá của Zippo. Một đáy là có hai lỗ, một lỗ châm xăng, một lỗ thay đá. Cực kỳ là đẹp luôn. Và ngoài ra, Tết thì em sẽ tặng kèm thêm cho các anh là một cái chiếc bật lửa cối như thế này. Khi các anh mua cái chiếc bật lửa quân đội này nhá. Đây em sẽ lên lửa chiếc bật lửa cối cho các anh xem. Đó, cối thì lên lửa khá là hay nè, bấm vào đây. Bật lửa cối nhá. Tặng kèm cho các anh. Và giá thì em vẫn giữ nguyên là 350.000. À, 350.000 đồng. Anh nào quan tâm thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại để đặt hàng nhá. Em xin cảm ơn.